maybe back. À, nhìn Mary mắc cười quá. Đây cả nhà ơi, cả nhà ơi, chiếc xe 85.000 Mary hả mua cho người vợ yêu dấu, đó là Judy. Cái dòng sông này á cả nhà, là người ta lấy cái đất ở dưới đây lên mới để lên trên cái những cái nhà đang làm bây giờ đó, cho nó cao lên đó cả nhà. Đó rồi bắt đầu mới chứa nước nè. The bird. Is that? How come so so small? Well, yeah, this one so big. That's a baby one. Yeah. Oh, look at this. Three of them. Oh. Wow, five. You need to wear this on if something. Máy đã chạy hả? Wear this on. Okay. Ôm vậy đó hả? Ôm vậy là ổn định đó hả? Nó nổi lên. Trời mắc cười quá, chịu không nổi luôn á. Sâu bên này. Mary. Còn bà ngoại với lại Judy đứng bên kia. Yeah, this is Vietnamese hot. Yeah, chưa Mary nói thì giống ở Việt Nam á. Yeah, you got it. Yeah. Mary got Mary đã hiểu được cái nóng của Việt Nam mình rồi đó. Quay nhà. The... Yeah. They're leaving us. No, come back. No, don't get away from us. Come on. Vui quá. Rất là cool. Cũng vui cái nhà hả? Cũng êm ghê ha. Hả? Êm quá ha, con nghe. Yeah, it goes around. Oh yeah. Hey, we goes right to the front. Where we drive in, when you came in. Drive right there. Êm quá nhà ha. Không có nghe hả tiếng luôn đó. How long we charge the battery, you know, Murray? I just leave it on a trickle charge and it'll last for 4 or 5 hours. Oh, I more, see. More, you know. Depends how high you run it. Wow. Wow, a lot of ducks right here. Ducks, yeah? Yeah, yeah. Oh, ducks, yeah. Oh, there, there's the ducks. Hey. Wow. Ah. Oh, hello. Oh, này là vịt trời đó. Vịt trời đó cả nhà. Bay nè. Yeah, I think they lay egg around here too, oh, huh, yeah. Mary? Wow. And they have a baby. Oh, another tàu ở đằng kia nữa kìa cả nhà. Wow. It's kind of, it's really wind right now. It's really good. Feels yeah, so good right now. Yeah. Mình ra ngoài này á cả nhà, mát lắm. Mát lắm, ở trong kia hơi hầm. Đó, ra ngoài này thì cái ngoài cái không gian nước nè. Mát dễ sợ luôn. Đó, cả nhà ơi, cả nhà thấy cái cảnh đẹp quá chừng không? Ôi ơi, cái cảnh này còn cái chi bằng nữa cả nhà ha. Ôi. Hello. Yeah, mình rất là vui. Hey. Mình rất là vui luôn cả nhà, đó là hàng xóm của Mary đó cả nhà ơi. Đó. Yeah, the Moses they cover on the back, huh? Yeah, Mary. Only the backs now. Yeah. This, oh, they are. Look like all. Look like all they cover on the back. Bởi cả nhà thấy không? Tất cả mỗi nhà mình thấy là đều phải có cái ở đằng sau đó hết. Chứ không là mũi nè. Nói chung là nó dơ lắm cả nhà ơi. Đủ thứ con gần sông. Và nhiều khi cá sấu. You think it's they have a garator in here? Have what? Garator. Alligator, yes. Alligator, oh, yeah. Yeah. In here? Yeah. They do? Yeah. Are you sure? Oh my God, you know. But listen, alligators don't like people. They don't hunt people. They don't come say, oh, here's a boat. Oh. They alligators do not care. They might bite you by mistake
If you're walking in the water, they think you're a bird. Yeah. They'll bite you, but yeah. Or they think you do something to them, and then they can bite you, right? No, they see a man, or they're afraid of people. They're afraid of people, but sometimes they don't know who you are, and they'll yeah. Ah, isn't you food? Yeah. Wow. Wow, this guy is so long. It's so look like it goes on. We could be out here for 5 hours. Oh really? Oh, yeah. Cái dòng sông này có thể chạy dài 5 tiếng đồng hồ luôn á cả nhà. Wow. We're gonna go around here and then come back and go out that way. Cái này là hưởng thụ như là theo sở thích luôn đó. Oh, so nice. Oh, so nice. Yeah. Oh no, fun or red? Yeah. Wow. So nice. Nhà hả? Sit outside at night. À, mình vòng qua đây tới nhà thấy nè. Cái cây này là cây gì ta? Giống cây cao quá hả Hương? Giống cây cao ha. Thốt nốt hả? Thốt nốt. À. Wow. Quá trời. Well, we bought and built a house and deep that got it all over the house. Hugh, you want to they know? They make this, you know, on they dug it out, yeah. Yeah. Oh. They used the dirt out and build the houses there. Oh, otherwise, okay. It's all swamp, all level swamp. Oh. So they take the dirt out here, throw it there, then they build. Oh, yeah. Okay. Thì Marie nói là cái dòng sông này á cả nhà là người ta lấy cái đất ở dưới đây là mới để lên trên cái những cái nhà đang làm bây giờ đó cho nó cao lên đó cả nhà. Đó rồi bắt đầu mới chứa nước nè. Đó thì nó trở thành một cái dòng sông như thế này hay quá nha ha. Nó như vậy nó làm cho rất là mát mẻ. My friend has a kayak. Yeah. They not allow big boat here, huh? No gasoline engines. Yeah, no gasoline. Only electric. Only electric. So noise and maybe not the good air. Huh? If you need a gas and water. Yeah. No gas. I think so. I want to know that I come here. Huh? I want to know the bird. See? The bird. Oh, the bird. The bird. Is that? How come so small? Yeah, some this small, one some big. That's a baby one. Yeah. Oh, look at this. 3 of them. Oh, wow. 5 of them. Cái đó là con cò trắng anh ơi. Cò trắng đang đi lang thang à. Oh, we don't see any what they call turtle. No, turtles. Very you see sometimes it just their head a little bit though. Wow, cả nhà ơi, cây phượng cả nhà ơi. Tomorrow morning. You know, Murray is my country. We love that kind of tree, that kind of flower. We love it. Mỗi năm đến hè long mang mát buồn. Gì đó? Chín mười ngày qua chữa trang tình thương. Gì đó? Wow, cái khổ. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Mình ca thì không biết có đúng đoạn không nha cả nhà mà cứ là nhớ đến đâu đệm đệm nó vô đó vậy đó. Con cò bé bé. Đó nhà gốc đằng kia là nhà bạn của Marie, mà bạn Marie thì ở đây có một căn, rồi ở bên Michigan có một căn. Đó, hai người rất là thân. Wow, đó nước. À. Mỗi lần mà có tiệc á là thôi vui lắm. That house was sold 2 years ago, very, very cheap. How much? I think it was 110. Oh my God, why? Because the rain came in and ruined the inside. Oh, they have to fix it. They had to fix the inside up, but he did a nice job. Okay, cái nhà mà mình đang quay thẳng đây cả nhà là hồi năm vừa rồi là chỉ bán có 110 thôi. Tại vì last year, right? 2 years ago. 2 years ago, maybe, 2 năm maybe trước. Maybe 3 now. 3 years. Yeah, about khoảng 3 năm cả nhà. Tại vì nước vô, nước mưa vô làm cho hư hết trơn bên trong, người ta phải làm lại. Thành thử ra là bán có 110 ngàn thôi. But it's the same size as yours? That's bigger, that's 2 stories. Yeah, oh, cái đó lớn hơn nhà của Marie luôn. Yeah.
That mean about 6 bedroom, you think? Yeah, 5 or 6, yeah. 5 or 6. Khoảng 6 phòng thôi cả nhà. Đó, mà bán có 110 á, về sửa lại là thấy ngon lành rồi cả nhà ha. Bây giờ that mean right now they can sell is around 600. Probably, yeah. Yeah. Well, he put maybe 150,000 into it, so yeah. He had, you know, 250,000, and now, yeah, yeah, makes double his that money. That means he make, wow, he make more than double, triple, yeah, yeah. Triple. No, 250. Yeah, almost triple. Yeah, almost. Yeah. Đó, bỏ thêm 100,000 nữa mua 110, bỏ thêm 100,000 nữa giờ bán 5 bán 600 500. No, I'm kidding. I'm kidding. I'm gonna try scary alligator. Bây giờ bán được 600 500 600,000 cả nhà thấy không? Coi như là có mấy trăm ngàn lời rồi. Maybe we can see some snakes. Oh, that means whoever buy that house is lucky. Well, they had to work at it. Yeah. Yeah, of course we have to fix it, you know, but it's worth it. Oh, yeah. Yeah. But a lot of people don't want to work hard, yeah, so move in and be yeah, done. Yeah, yeah, some people like that, I understand. Yeah, mình nói với... You want to try this now? Need a little alcohol? Oh. Mình nói với Mary. What's that? That's the bomb. Bé tròn quá, nó chỉ dây tơ hồng. Dây tơ hồng hả? Yeah, right there. Hai cái nha. Tệ hả, dây tơ hồng đó hả? Yeah. Ờ, đang đeo lên cái cây hả? Yep. Oh. Where? What are you looking at? You look at the street. Right here. Right there, this one. Đâu, nào đâu? Yeah, right there. Đâu? What? Tơ hồng, ý ông Hiếu nói là cái mấy cái dây đang đeo lên trên cái cây đó là dây tơ hồng. Oh. À. Okay. Cái dây tơ hồng có bài ca không? Oh, đó là để chân với rùa, à. Xỉn, chống bệnh xỉn. Ồ, oh, vậy hả? Không có bài ca hả Hiếu? Bây giờ qua Mỹ thì mới thấy lâu lắm rồi mới thấy đó. Okay, turn around again. Yeah. Oh my. Mát quá cả nhà ơi. À. That's really good. Look how pretty the sky clouds are up there. Oh yeah. Cả nhà có nghe Mary nói không? Giống như người Việt Nam mình á, thường khi á mà thấy nhà mà rẻ như vậy á là người ta mua liền ha. Uh-huh. Về sửa 100,000 nữa là có 210 thôi rồi xong bán ra 500,000 là thấy cũng có tiền. Nhưng mà ngược lại những người Mỹ ở đây á, Mary nói á là có nhiều người họ không có chịu khó như vậy đâu mà là chỉ muốn cái nhà đẹp sẵn như vậy đó là cái là mua mà dọn vô thôi. Dọn vô ở thôi cả nhà chứ không có thích mà vô phải làm này nọ, không có chịu khó cực như vậy. Wow, big fish. Big fish? Yeah, I saw. Wow. Hiếu thấy có cá cả nhà ơi. Mà mình chưa có thấy thô rồi, mình chưa có thấy. Hey, how you doing? Hey. Mình chưa có thấy được con rùa cả nhà ơi. Ngoại nè, bây giờ ngoại lên nè cả nhà ơi. Chắc nè. Yeah. Thanks so much. We have a lot of fun. Oh! 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 You! Oh, wow! 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 So everything dropped down. So why, Hugh? You're like you. Oh. You like strong man, huh? Everything's good. Wow. You know, Hugh is strong man. No. Huh? Wow. That's it. Tomorrow, maybe tomorrow, next day. No. We're not worried they get wet. Oh no. Oh, no okay. Problem. Oh. So all water here, honey. Oh, that means you're honey too, huh? Ah, many honey. Wow. We have a lot of fun, cả nhà ơi. Mình đi mình chơi vui quá. Yeah, ngoại hình như hơi bị thích rồi nè. Đó. Ngoài mê Florida rồi cái nhà ơi. Quá này là quá. Là nó té xuống nhà té xuống là có sấu à. Ồ, có sấu hả? Ồ, có sấu. Sợ cá sấu. Để hết cá sấu anh nè. Yeah. Judy,
So when you buy the house, that this one already done or not yet? Yeah, the screen, yeah. The cover already there. Uh-huh. Wow. But if we make it, it's a kind of expensive too, huh? Uh-huh. If the people, they don't have one yet and they make it, it's kind of expensive. Yeah. Cost about $10,000, you think? Yeah. Yeah. Well, maybe not that much, but yeah. Oh, wow. Money. Yeah, nội ở ở Florida này tốn kém hơi nhiều ở cả nhà. Nội cái chỗ mà để mà che ở đằng sau này để cho nó không có bị muỗi rồi này kia đó nha. Đó, cho nó an toàn đó. Thấy cũng hết bao nhiêu tiền rồi cả nhà ơi. Mình hỏi chu đề cũng phải từ khoảng 7-8 ngàn, 10 ngàn cả nhà ơi. Mắc tiền quá. Rồi vậy hả? Nó lú cái đầu lên à. Cậu có thấy được nguyên con mà. Vậy hả? Thấy lú đầu à? Thấy lú đầu à? Lớn không? Ai biết. Ồ. Ồ, bằng chân cái hả? Vậy là con nhỏ chứ Marie với Judy nói là có con lớn luôn á. Con lớn bằng con bự đằng kia luôn nè. Ờ, à, ngoại nhớ gánh lúa hả ngoại? Ngoài vui hả nhỉ? Okay. Get in. Rồi, coi như mình đã vui một buổi chiều. Một buổi chiều ở một bờ sông đằng sau nhà của Judy với Marie cả nhà ơi. Oh my, again? Wow. Oh my goodness, again. Again? Again. A little bit better to be in that, I guess. Yeah, just ride a little bit. Just a little bit and then go back, okay? Move the car. You want to move the car? Yeah, move the car. Move the car, she went to get the keys. Yeah. Cả nhà biết không, cái chiếc xe này là Marie nói là Marie đã chở Judy đi lại cái chỗ hái trái cây luôn cả nhà. Mấy tiếng đồng hồ á. Cũng vui lắm, đi vòng vòng chạy từ từ vậy đó. Judy. Ngày mai là mình ra phi trường rồi cả nhà ơi. Tối nay á Judy với Marie không có cho mình về khách sạn mà là nói ở đây chơi một đêm. À. Wow, that's noise. Ồ, cái xe này nó ồn tới vậy luôn á cả nhà. Đúng là xe thời xưa. Hồi năm bao nhiêu ta? Bữa ông ta nói là cái xe này như năm mấy không biết nữa. Này xe cổ của ổng này. Look at Marie. Oh my goodness, it's cool. Wow, look at him. Wow, that's nice. Whoa. Yeah, Judy, sit in the van. Oh my God, that means Hiếu Hương. Why? Come in. What year is this, Judy? 1976. 1976, cả nhà ơi. Chị ngồi trước rồi chú. Ở vô ngồi trước đi, ngồi đi không? Judy, we will be back. Maybe back. It's a desert hat for a desert. Yeah.
say right now, you buy it 20, what? 20? I bought it 2 years ago. And 23, right? 22. 22. Now you say about 35? Oh, yeah.
ông bụp đây cả nhà. Wow, những cái cây ở đây đẹp quá vậy. Wow, đẹp quá cả nhà ha. Vấn đề đây là không có tuyết. Ở đây không có tuyết, đâm ra là cái cây bông hoa đồ lúc nào cũng xanh tươi đẹp quá cả nhà. Trang màu hồng đẹp ghê luôn. There's a card. I don't have my card with me. Hồ bơi nè cả nhà. Hồ bơi của cái chỗ này cả nhà. Hồ bơi chỗ này nè cả nhà. Ta đang tắm trong đó nha. That's okay. We can, you know, swim at my house. Yeah, the pool at your house. À, hồ bơi lớn ghê ha. Wow, hồ bơi lớn lắm à cả nhà. Đó, có hai anh chàng á hả xuống dưới hồ bơi tám quá luôn cả nhà ơi. So we can. No one comes. Oh, it's how about exercise? They have exercise stuff in there? No. Because too much insurance. Oh, too much insurance. But you can, if you have a wedding or you have a party, you can just sign up for it and you can have it here. It's yeah, I think 200 a month is really, really good in Florida. Trump, Marines, America. Ở đây là tiền kêu bằng ban quản lý để mà lo cái chỗ này á cả nhà. Như là phải làm cho sạch hả hồ bơi rồi các thứ. Các cỏ này kia cả nhà. Đó là 200 đồng cho một tháng. Lên xe đi em ơi. Yeah, lên xe đi em ơi. Đây cả nhà ơi. Cả nhà ơi, chiếc xe 85.000 Mary hả mua cho người vợ yêu dấu, đó là Judy. 85.000 hai năm về trước. That mean 2018, right? Yeah. No. Yeah. I open for the queen. Yeah. For the queen, come in. No, she just wants to make the movie. Yes, ma'am. Oh, yeah. He's so cute. So cute. So okay. Nice, huh? Okay. Yeah, cả nhà. She needs to get out. Okay, you. Alright. Okay, you come in now. And now ông ơi, mất tờ hiếu lên làm hư xe này nha. Okay. Giờ đóng vô lại nè. Giờ đóng vô lại. You're gonna put it up? Yeah, put it up. It's hot. Rain and hot. He don't want to be dirty. You know, this are for rent too. Yeah, it's not good. Okay, have fun here. Enjoy. Giờ anh Hiếu với lại Marie đi lấy đồ ăn cả nhà. It's fun. We have a lot of fun here. My goodness. We make too much movie on. Yeah. Yeah, that's a fun part. That's fun. We made the building on going on the hotel. No, no, the hotel down. Uh-huh. Chỗ này ngồi lên cái xe đẹp, nếu ngồi lên xe nó mất luôn. Cái này ngày hôm qua đóng lại bữa nay bên bàn nữa nha. Thịt cá sấu. Bữa nay trời nắng mà đẹp ghê. Để tôi tối nay coi mình trong rồi đừng có mưa, để mình ra ngoài mình phập phùng, ánh lửa phập phùng cơ nha. Yeah. Alligator. Yeah. Cả nhà ơi, mời cả nhà Can eat fun with us. Okay. Mời cả nhà dùng cá sấu cả nhà ơi.
cá sấu, cá sấu cái là làm gì? Đuôi cá sấu chiên gì đây? Chiên giòn, chiên giòn. Hình như lăn bột chiên đó cả nhà. Đó, dạng này dạng lăn bột. Cái này là đuôi cá sấu nhưng mà người cá đẹp ăn ok. Đuôi cá sấu mà người cá đẹp ăn hả? Yeah. I say this the Vietnamese, you know, language is cá sấu that means ugly, ugly fish. Oh. That's true. Yeah, but all we eat a really beautiful person. That means ugly fish, but the people eat it beautiful. Yeah. Look like Judy say, you know, mãng cầu trái na. You know, like the one you just done eating or one over there. Uh-huh. You say, look not ugly, look ugly, but taste good. Yeah, yeah it did. Tại nó chín đó cả nhà, nó hơi đen đen á. Chú Lì nói là nhìn thấy xấu nhưng mà ăn sao ngon quá. Ok, eat right now. Before đây ngủi. Ngủi gì á? Ngủi gì? Everyone tries. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây, mời cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng với mình luôn. Đây, ngoại. Ngoại mời cả nhà nè. Mời cả nhà dùng những này kêu rồi. Chú đi. Thịt cá sấu. Thịt cá sấu. Wow. Yeah. Put more salt for. Cái này mình ăn chơi cho vui cả nhà chút xíu nữa chứ mình phải đi nhà hàng để tìm đồ biển. Cho ra đây xíu, cho ra cái miếng sốt. Cái này là nước gì vậy? Barbecue sốt hả? Cái này they said that they ran out of alligators so they had the lizards. This is lizard. Huh? They didn't have alligator, so we got the lizard. This is lizard meat. No. Hung said, uh-oh. Uh-oh, but that's still good. Good lizards, huh? Wow. I didn't look like chicken. Mm-hmm. Nothing different. No. But this one, when we eat in California, they make curry. 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 Yeah. It's really good. Oh, really? Rất là ngon, cả nhà ăn nó giống như cắn ở bên trong thôi, thịt nó màu gì? Y chang thịt gà hết. Ăn giống y chang thịt gà, rất là ngon. Nói chung là giòn, thịt nó ngọt, ngon quá hả? Nhưng mà là hai hộp này á cả nhà. Mà hồi nãy một hộp là nhiêu ounce nhớ không? Hai cái 10 ounce. No. Một cái là 5 ounce phải không? No, this was, do you know where Bayshore is? Yeah, I know. Okay, you take a right on Bayshore. You go over. Yeah. Okay. 25 đô, một cái 12 đô 50 cent. Cho 5 ounce. Ăn rất là ngon đó nha. Mình nghĩ là mỗi người một cái như vậy ăn mê coi như ăn mê. Thử rồi. Mà ngon thì mình tới đó mình ăn cả nhà.